Ok, vâng, xin chào tất cả 500 anh em đang có mặt ở trên kênh của mình nhá. Thì mình là Cáo đây và được rồi. Đến với clip này thì mình sẽ mở skin cho con đệ đây nha anh em. Và hôm nay anh em thắc mắc là sao mình không ra clip không? Hiện tại bây giờ là khá là nhiều mọi người cũng biết rồi. Hiện tại đang giữa kỳ, hết học kỳ 1 anh em ạ. Thật sự rất là bận luôn anh em. Cho nên là mình tranh thủ thời gian vào úp một tí thôi mình cắt clip ra để làm cái clip mở skin này cho thật là nhanh thôi. Chứ thật ra là mình không có nhiều thời gian để mình ngồi từng tí một anh em ạ. Và thôi không nên ăn ngoài đấy nhá. Và bây giờ mình sẽ vào vấn đề chính luôn là bây giờ con đệ của mình gần mở skin anh em ơi. Ủa sao tất không đạt được? Đó, 149 triệu rồi men. 1977 rồi. Có lẽ là mình không mở mắt này đâu nhá. Và cái này thì nhờ người khác mở thôi anh em. Đó, nuột luôn. 987. Đẹp. Rồi, mình sẽ tháo hết đồ đấy nha. À mà một lưu ý này anh em, khi mà mở skin điện tử ấy thì anh em tháo hết đồ đấy nha. Cả găng ấy, cả cải trang luôn, tất cả những gì anh em tháo hết ra cho mình nha. Bây giờ mình sẽ sang đảo Bù Lông. Đổi khu vực và 18. Ok, mình sẽ úp cho nó lên mở skin nha anh em. Ok mấy thím, thế đã úp vườn lên rồi đây. Và anh em sẽ thấy là HP 48.000, Ki 12.000. Chỉ số gấp 4 lần nha, 4 lần chuẩn luôn đấy. Bây giờ mình sẽ đeo ít đồ HP cho nó em nó nha. Xem, mở dị phát xem. 100k HP. 100k HP là do mình đeo đồ HP vào để mình úp cái thủ thuật đấm đấm anh em. Đó, 100k HP. Đi theo, đổi khu vực. Úp 6k xem nào. Xem nó đã ra skin gì anh em. Con đệ này mà xem cô làm thế nghĩa chắc luôn anh em ạ. Vâng, đi vậy. Automatic à?